Hoa Kỳ tăng viện trợ gấp 4 lần cho lực lượng tuần duyên 4 nước ASEAN, tin từ Hoa Thịnh Đốn. Sau khi thăm viếng các nước như Indonesia, Phú Luật Tân và Việt Nam, ngày 8 tháng 10, Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ William Brownfield đã nói trong cuộc họp báo qua điện thoại từ Washington DC rằng Hoa Kỳ đã tăng viện trợ gấp 4 lần cho 4 nước ASEAN nhằm tăng cường an ninh trên biển. Theo AFP, số tiền 100 triệu Mỹ Kim cho 4 nước nằm trong ASEAN mà ông Brownfield nhắc đến là Malaysia, phi luật tân Indonesia và Việt Nam. Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết, số viện trợ này xuất phát từ cam kết trị giá 25 triệu Mỹ Kim, được Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry công bố hồi tháng 12 năm 2013. Ông Brownfield nhấn mạnh, Hoa Kỳ hiểu rằng còn rất nhiều vấn đề đang diễn ra trong khu vực, nhưng khoản viện trợ của Hoa Kỳ sẽ chỉ tập trung lực lượng tuần duyên của bốn nước để bảo đảm họ có thiết bị thích hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ hàng hải. Ông Brownfield cũng cho biết, sáng kiến này hoàn toàn minh bạch ám chỉ viện trợ không nhằm đối phó với Trung Cộng. Lâu nay, Trung Cộng đã ngang nhiên xâm chiếm nhiều khu vực vốn được Malaysia, Phi luật Tân và Việt Nam tuyên bố chủ quyền thuộc vùng Biển Đông giàu tài nguyên. Căng thẳng trong khu vực không ngừng tăng lên trong suốt năm qua, khi có nhiều bằng chứng cho thấy Bắc Kinh nhanh chóng mở rộng và xây dựng nhiều hòn đảo nhân tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.